Giá gia cầm hôm nay ngày 16 tháng 9, giá gà công nghiệp ba miền giảm nhiệt, nhiều chạy ẩm. Cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 16 tháng 9, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay tại ba miền đang có xu hướng giảm. Việc tiêu thụ gà tại các trại khá khó khăn do nhiều nơi vẫn siết chặt vận, chuyển lưu thông hàng hóa. Giá gà công nghiệp hôm nay, giá gà trắng miền Nam giảm sâu. Ghi nhận giá gia cầm hôm nay tại các vùng chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay bán ra tại các trại ở các vùng phía Nam giảm sâu, có nơi chỉ còn 15.000 đồng đến 16.000 đồng mỗi kg. Việc tiêu thụ các mặt hàng tại các trại khá khó khăn, nhiều trại vẫn ế ẩm nhiều gà. Giá gà trắng giao mối hàng gà lông tại các vùng phía Nam từ 20.000 đồng đến 23.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá gà lông trắng bán ra tại trại ở các vùng miền Bắc giảm nhẹ. Giá gà công nghiệp loại trên 3 kg mỗi con bán tại các trại gia công từ 25.000 đồng đến 25.500 đồng mỗi kg. Giá gà trắng loại trên 3,6 kg mỗi con bán ở trại tư nhân tại các vùng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên từ 27.000 đồng đến 27.500 đồng mỗi kg. Loại gà dưới 3 kg mỗi con bán tốt mới đạt 26.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu giao dịch tại trại ở các vùng Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước giao động trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà thả đồi bán tại cửa trại ở vùng Bình Định, Khánh Hòa, phổ biến ở mức trên dưới 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta sơn tay làm sạch bán ở chợ dân sinh ở Hà Nội vẫn ở mức cao trên dưới 140.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay, tiêu thụ chậm. Giá vịt thịt hôm nay bán ở các tỉnh phía Bắc vẫn không có biến động. Giá vịt bầu cánh trắng bán ở trại tại Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương phổ biến ở mức từ 39.000 đồng đến 41.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán tại cửa trại tại các vùng Hòa Bình, Yên Bái, Ninh Bình, cao nhất đạt 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt di mau bán buôn tại trại ở Bình Dương, Đồng Nai, Bạc Liêu, trên dưới 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt móc giao cho các đầu mối bán lẻ ở các vùng Đồng Nai, bến tre cao nhất đạt gần 70.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Văn Dư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Dư Hoài, Sóc Trăng, cho biết thịt gà công nghiệp trước khi xảy ra dịch COVID-19 có giá 33.000 đến 34.000 đồng, loại lông trắng, nhưng hiện nay chỉ còn 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Gà công nghiệp 4 kg mỗi con vẫn chưa xuất chuồng được. Theo ông Dư, gà công nghiệp khó tiêu thụ do một số lò giết mổ lớn tại Tiền Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Người nuôi gà công nghiệp lỗ nặng vì đàn gia cầm số lượng lớn không xuất chuồng được trong khi vẫn phải tốn thức ăn mỗi ngày. Tại Trà Quýt, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, có những chuồng gà mỗi con nặng lên đến 4kg vì nuôi lâu vẫn không bán được, ông Dư nói. Vị doanh nhân có hàng chục năm gắn bó với ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm phân tích giá vốn của mỗi kg gà công nghiệp khoảng 28.000 đồng. Khi giá giảm xuống 13.000 đồng mỗi kg thì người nuôi lỗ 60.000 đồng cho mỗi con gà 4 kg. Mỗi con gà lỗ 60.000 đồng nên một trại gà lỗ khoảng 1 tỷ. Từ khi giãn cách xã hội, đầu ra cho gà thịt rất khó vì lò giết mổ đóng cửa, việc vận chuyển không được tốt như trước đây. Giãn cách nên người đi chợ hạn chế và ai cũng nghĩ đến việc ăn món gì cho đơn giản. Vì vậy mọi người chọn trứng chứ không chọn thịt gà, ông Dư phân tích. Theo khảo sát của Dinh, chỉ gà nuôi công nghiệp tiêu thụ khó và giá giảm. Chợ truyền thống tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều nơi khác ở miền Tây vẫn hoạt động bình thường nên giá vịt và gà thả vườn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh gà vịt tại chợ Bạc Liêu cho biết gà thả vườn làm sạch giá bán trong những ngày qua không thay đổi, dao động 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kg. Thịt vịt làm sạch giá bình ổn nhiều tháng nay là 70.000 đồng mỗi kg. Theo chị Tuyết Mai, tiểu thương tại chợ Gia Cầm thành phố Sóc Trăng, giá gà thả vườn còn sống hiện nay 100.000 đồng mỗi kg và vịt 50.000 đến 55.000 đồng. Giá này cao hơn trước thời điểm giãn cách xã hội khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi kg do việc vận chuyển gặp khó khăn trên đường đi gà vịt chết và các chi phí khác liên quan đến tài xế